call it a day? Okay. Chị đi mấy người ạ? Một nửa. Mời chị lên tầng 2. Xin chào đặc vụ 7604. Nhiệm vụ tiếp theo của tôi là gì vậy sếp? Có một đường dây buôn bán ma túy ngầm đang diễn ra tại trường cấp 3 trong quận. Có một email nặc danh gửi cho chúng ta thông tin về vụ này. Tôi đã xác nhận và đúng là có sự tồn tại của đường dây. Vậy chính xác nhiệm vụ của tôi là gì? Tổ chức cần câu vào vai học sinh mới chuyển đến, trà trộn vào trong lớp đó và tìm ra kẻ chủ mưu. Có manh mối nào về kẻ này không? Tất cả thông tin chúng ta mới có là hắn giới tính nam, hiện đang học 12A5 và có biệt danh là Khuyên Bản. Dụng cụ hỗ trợ lần này là kính đa năng, hai bên là súng gây mê, mỗi bên một kim. Mắt kính vừa là thằng mục tiêu, vừa có thể xác định vị trí của cô. Ấn vào lọc chứa những nguyên liệu nguy hiểm và nguy hiểm. Chúc nhiệm vụ thành công. Bạn tên là Linh, bạn cùng gia đình ở nước ngoài về. Tất nhiên sẽ có sự khác nhau chút ít giữa hai ngành giáo dục. Thầy mong các em sẽ cố gắng giúp đỡ bạn hòa nhập với đất chúng ta. Chào mọi người. Em ngồi lại một bàn cuối. Dạ vâng ạ, chúc cuối ạ. Được rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ mở sách vở ra, chúng ta vào bài mới. Xem nào. Học sinh cấp 3 bấm khuyên tai không nhiều. Linh, ở Việt Nam học sinh không được sử dụng bác sĩ làm đâu. Dạ. Em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ. Em Minh, dạ. Giúp thầy đưa bạn Linh xuống phòng giáo vụ để hoàn thành hồ sơ học sinh. Đây, cậu chỉ cần điền hết các thông tin vào đây. Ừ, tôi biết rồi. Mình cần lấy được thông tin từ những nghi phạm. Nhưng cậu ta không ngồi đây thế này thì... Minh, dạ. Xuống phòng y tế lấy bảo hiểm cho lớp. Vâng ạ. Cơ hội đây rồi. Xong chưa cậu? Ừ, tôi xong rồi đây. Từ đã, lấy dùng tôi cốc nước được không? Ừ, cảm ơn nhé. Có gì không hiểu thì cậu cứ hỏi tớ, không phải ngại đâu. Ừ, được rồi, cảm ơn cậu. Mà này... Chết mẹ, còn hoa. Dậy, bố lao. Kệ đi, chúng nó có lý do riêng. Rõ ràng là cậu ta bị bắt nạt mà. Dừng lại! Chúng mày làm gì ấy? Không phải việc của mày. Biến!
Này, đủ rồi đấy. Còn danh, hôm nay mày may đấy. Cả may nữa. Cậu không sao chứ? Có đau không? Không, không sao đâu. Rõ ràng là cậu có thể can thiệp được, sao lại bỏ qua? Có một số thứ cậu không hiểu, nên khuất mắt trông coi thì hơn. Nghi phạm thứ nhất, Minh Đức Trưởng. Cậu ta luôn có trong tay thông tin của học sinh trường. Hơn nữa còn có sự tín nhiệm của giáo viên. Vỏ bọc hoàn hảo. Nghi phạm thứ hai là Vũ. Đại ca. Thanh niên móng mặt bạo tay. Với tuổi này thì môi trường của cậu ta là dễ dàng sa ngã nhất. Khả năng khá cao. Nghi phạm thứ ba, Thiện. Học sinh giỏi, không hiểu sao lại bấm khuyên, nhưng yếu đuối, hay bị bắt nạt. Hình như giữa cậu ta và Vũ có chuyện gì đó. Vũ còn có vẻ rất nể Minh. Mọi thứ vẫn còn quá mờ nhạt. Alo sếp. Có một báo giao dịch đang tiến hành ở trường. Cô vẫn theo sát các nghi phạm chứ? Mới báo lúc nào ạ? Anh vừa gửi cách đây một phút. Mau xem địa điểm trong ảnh là ở đâu. Đến xem có nghi phạm ở xung quanh đó không? Yes sir. Alo sếp, em có thứ cần kiểm tra ADN. Vụ này rắc rối hơn bình thường. Mình cần nhiều manh mối hơn nữa. Xem nào. Alo sếp. Tình hình thế nào rồi? Chưa có tiến triển gì nhiều ạ. Có thông tin chúng sẽ mở rộng lên đường dây. Nếu không nhanh, mọi thứ sẽ khó kiểm soát đấy. Bộ ADM cho em gửi thì sao? Vẫn đang khôi phục. Vâng. Ừ.
có ai mà phải ra ngoài đấy. Không gì đâu, bố tôi ấy mà. Này, bố có xăm không? Không, sao lại thế? Thì chỉ là tôi thích những thằng con trai có hình xăm như kia kìa. Không thể nào, rõ ràng lúc mật báo giao dịch cậu ta đang bị mình đánh thức mê cơ mà. Hình xăm. Nhà cậu ta thật ra rất giàu, hình xăm gia tộc đấy. Hình như trong họ ai cũng có một cái. Hình xăm gia tộc? Ừ, cậu không biết à? Không, sao cậu biết? Tôi làm ở cục tình báo trung ương đấy. Cái gì? Cục tình... Đùa cậu thôi, vào lớp rồi kìa. Nếu là hình xăm gia tộc thì không phải chỉ mình cậu ta có. Nhưng rõ ràng thông tin là nghi phạm chỉ trong lớp này. Khoan đã, tại sao Vũ lại hay bắt nạt Thiện? Tại sao cậu ta không phản kháng? Mình còn nói giữa hai cậu ta có ân oán riêng. Hay là mình phải kiểm tra mới được. Cậu, chỗ này có gì không hiểu không? Ừ, đây này. À, cậu xem một tớ, anh cảm ơn ạ. Ừ, cậu xem một tớ cái. Được, để tớ xem cho. À, rồi. À, chỗ này thì... Ấy! Ôi, chết rồi. À. Này. Để tớ giúp cho. Ơ. À. Sao? Đã bảo kệ tôi đi cơ mà. Đúng như mình dự đoán. Alo sếp. Có cái gọi anh em rồi, chúng khóc rồi. Xăm này. Này, nước của cậu này. Ờ, mình cảm ơn. Vừa nãy không sao chứ? Ờ, không sao đâu, chuyện bình thường mà. Vừa nãy cảm ơn nhá. Không có gì. À mà này, nãy có hình xăm á. Tôi thấy anh kể đấy là hình xăm gia tộc nhà Vũ mà sao cậu... Cái này hả? Ừ. À, thực ra thì... Mình là anh họ của Vũ. Vũ và Thiện lại là anh em của cha khác mẹ. Kết quả ADN phục hồi chỉ được 60%. Trùng khớp cả ba người. Coi như vậy. Ai thế nhỉ? Ừ, cậu có thể nói chuyện với tớ một chút được không? Ừ. Nhưng mà nhà tớ đang hơi bừa. Ra ngoài được chứ? Gì cơ? Lớp trưởng có ma túy? Ừ. Sao cậu biết? Hôm trước khi sang nhà mình. Phong ơi, anh Minh có nhà không? Anh ơi, anh Minh đi ra ngoài rồi. Thế à? Vâng, anh lên nhà lấy mấy quyển sách nhá. Vâng. Gì đâu ạ? Sao cậu dám chắc đấy là ma túy? Chính mình bảo thế. Cậu ấy lập tức đe dọa tớ. Đe dọa? Tớ không giấu cậu nữa. Cậu ta bảo. Nói cho mày biết, mày mà để lộ ra thì tao sẽ cho cả thế giới biết mày là thằng con hoang. Và mày, cả mẹ mày nữa, sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Đã ăn hại thì đừng có làm hại cả mẹ mày nữa, thằng cặn bã. Tại sao cậu nói chuyện này với tôi? Vì cả lớp, cả trường, à không,
tất cả mọi người đều không ai tin tớ cả. Còn mình, cậu ấy gần như hoàn hảo. Còn tớ chỉ là thằng con hoang thôi. Vậy tại sao không nghĩ là tôi sẽ tin cậu? Tớ không biết nữa. Cậu là người duy nhất bảo vệ tớ khi tớ bị bắt nạt. Chỉ có cậu chịu nói chuyện với tớ. Mà cậu không tin tớ đúng không? Tôi không nói là tôi sẽ tin ai. Cậu hay Minh. Và tôi cần là bằng chứng xác thực. Cậu có không? Tớ có cách này. Nhưng cần cậu giúp. Cách gì? Phải vào hang cọp thì mới bắt được cọp con. Giờ chắc chắn mình sẽ cẩn thận hơn, không chứa hàng trong người nữa. Tớ cần cậu giúp tớ đánh lạc hướng Minh. Tớ tìm hiểu được Minh có một quyển sổ ghi lại các cuộc giao dịch. Tớ sẽ tìm và chụp lại cuốn sổ. Đó có thể là bằng chứng xác thực nhất. Chỉ mấy hình ảnh này thì chưa đủ. Chỉ có tên và vài ký hiệu. Đây hoàn toàn có thể là sổ họp của mình. Vậy tớ cần cậu giúp tớ thêm một lần nữa. Tớ sẽ giả chữ Minh, tạo ra một cuộc giao dịch giả. Như thế chúng ta có thể bắt được cậu ta tại trận. Hàng loại 1. Tiền đâu? Vẫn giá cũ. À mà trông cậu người lạ. Cậu bị bắt vì cậu buôn bán và vận chuyển ma túy. Vậy là mình sẽ phải vào tù đúng không? Ừ, có thể. Nhưng mình làm sai mà. Cậu làm đúng rồi. Ngồi suy nghĩ nhiều. Nhưng mà nếu gia đình tôi, gia đình mà họ biết, vũ sẽ giết tôi mất. Cậu yên tâm. Tôi không nói, cậu không nói, cảnh sát nhất định sẽ giữ im lặng cho cậu. Đừng lo. Alo sếp. Mình không phải là kẻ chủ mưu thực sự. Cậu ta không hiểu cuốn sổ nào cả. Mình đã nợ một số tiền lớn cho cơ bản nên mới nhận lệnh của trưởng hàng. Chủ tịch tập đoàn CAB vừa được một từ trần. Được biết hai con trai của ông đã qua đời trong một tai nạn xe cộ. Phần lớn tài sản khổng lồ ông để lại dành cho cháu ông. Điều đang quan tâm hiện nay là khi tin tức chủ tịch tập đoàn CAB qua đời, thì cùng với đó chúng tôi nhận được tin ông có thêm một người cháu và con ngoài giả thú của con trai ông. Phiên tòa phân chia tài sản sẽ được tổ chức vào 14 giờ chiều mai. Ông chấp nhận vắng mặt. Tỉnh ra, nữ điệp viên. Tôi thật không ngờ. Sao cậu lại làm thế? Nếu cậu chấp nhận với việc
Có kẻ thế mạng là Minh. Thì chắc bây giờ cậu đã không phải ngồi đây. Nên việc để Minh vào cờ bạc, nợ nần rồi vận chuyển ma túy, chắc tôi không ít thời gian của cậu nhỉ. Dù gì cũng phải cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mọi chuyện mới diễn ra nhanh đến như thế. Vậy còn Vũ thì sao? Cậu làm gì cậu ta rồi? Vũ vẫn còn sống, nhưng tôi sẽ khiến nó sống, không chết. Tại sao cậu phải làm thế? Họ là gia đình của cậu cơ mà. Gia đình à? Họ có bao giờ coi tôi là gia đình của họ đâu. Đối với họ, tôi chỉ là một cái vết nhơ. Mẹ cậu có biết những việc cậu làm không? Đừng cứ nhắc đến mẹ của tao. Nếu tôi là mẹ của cậu, chắc tôi buồn đến chết mất. Bà chắc hẳn đã đặt rất nhiều hy vọng vào cậu. Còn cậu, suy cho cùng thì cũng chẳng khác gì bọn họ cả. Tiền bạc, thù hận, cá nhân, mở mắt. Tao đã bảo mày im. Đợi đến lúc tao lấy được gia sản của nhà đó rồi, tao sẽ trả lại họ hàng trăm lần nỗi đau mà tao và mẹ đã phải chịu đựng. Còn bây giờ, mày muốn biết thì tao cho mày biết. Nào, khá đấy. Vậy mà tôi đã từng coi cậu là bạn. Cậu sinh ra như thế nào, cậu không thể tự quyết định được. Nhưng cách mà cậu sống như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Giản là một học sinh cấp 3,